bác sĩ Hoàng có thể đưa ra một số những cái khuyến cáo để giúp người dân có thể phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay ạ? Trong cái thời điểm hiện tại là ở miền Bắc cũng như Hà Nội là số lượng bệnh nhân rất là gia tăng, để ngăn chặn cái tình trạng là bùng phát của dịch COVID trở lại thì về phía người dân và về phía cơ quan quản lý cũng đều có các biện pháp khác nhau. Thứ nhất là về phía người dân thì mình phải nghiêm túc thực hiện cái khuyến cáo 2K của Bộ Y tế, đấy là đeo khẩu trang và khử khuẩn. Thì thường xuyên mình ra chỗ đông người mình đeo khẩu trang, thế xong rồi mình rửa tay, mình sát khuẩn tay sau khi đến chỗ công cộng cũng như là sau khi tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ. Cái thứ hai là mình phải xem là mình đã tiêm đủ vaccine hay chưa. Đấy, nếu mà chưa đủ 2 mũi thì cần phải tiêm ngay cho đủ. Và trong trường hợp nếu mà mình có những cái vấn đề nguy cơ, ví dụ như là trẻ em từ 5 đến 12 tuổi này, rồi những người già trên 60 này, có nhiều bệnh nền, thì kể cả mình tiêm 2 mũi, 3 mũi rồi thì mình vẫn nên tiêm nhắc lại. Đặc biệt là nếu mà đã quá 6 tháng kể từ khi mà anh bị COVID thì bây giờ cái kháng thể nó ít rồi, hoặc là cái mũi tiêm cuối cùng của mình đã cách 6 tháng rồi, hoặc là mình lại cái người sức đề kháng yếu hay bị đi bị lại, thì mình đăng ký ngay để tiêm cho đủ mũi 4, mũi 5. Đấy. Cái thứ ba là dù là có COVID hay không, dù là có bùng phát hay không thì chúng ta vẫn phải là thực hiện các biện pháp là giữ gìn sức khỏe. Đấy, ở đây là trong cái mùa nồm ẩm như thế này là chúng ta phải cố gắng giữ cái không gian của nó khô ráo này, xong rồi ăn uống thì chịu khó ăn uống đầy đủ, và không được quên cái chuyện là vận động thường xuyên, kiểm soát cái đầu nó thoải mái, đừng có bị stress hoặc đừng nghe theo những thông tin nó vô căn cứ ở trên mạng, và đảm bảo đủ cho giấc ngủ. Thế ngoài ra thì trong cái việc phòng bệnh trong các giai đoạn chuyển mùa là mình nên súc miệng bằng nước muối sinh lý ấm. Mỗi ngày mình súc từ 4 đến 5 lần, có thể kết hợp với cả là súc các cái dung dịch mà sát khuẩn ấy, ví dụ như là povidone iodine hoặc là chlorhexidine cũng rất là tốt. Thế ngoài ra là mình trong nhà mình cũng nên có là cái đo SpO2 ấy. Trước là trong vùng dịch là cái đợt dịch là hầu như mọi nhà đều có rồi, thì mình đo có mất gì đâu. Đấy. Thế còn về ở góc độ mà cơ quan quản lý, đầu tiên là mình phải tăng cường về mặt truyền thông, thông qua các phương tiện truyền thông chính thống của Bộ Y tế, của các cơ quan ban ngành và y tế cơ sở, làm sao để khuyến cáo người dân là bây giờ người dân chủ quan lắm, là thấy COVID là không làm sao nữa rồi, rồi như bệnh cúm mùa thông thường rồi, nên là không đeo khẩu trang, không sát khuẩn tay, thì bây giờ là phải mình nhắc lại cái đấy. Cái thứ hai là cũng phải tuyên truyền cho người ta là cái lợi ích của tiêm vaccine, vì thực ra tiêm vaccine cho tới hiện tại vẫn là một biện pháp rất hiệu quả để phòng chống COVID. Thứ nhất là nó giảm cái khả năng bị mắc COVID. Cái thứ hai là trong trường hợp mà nhỡ bị mắc ấy, thì cái mức độ nặng của triệu chứng nó cũng nhẹ đi, và cái nguy cơ phải nhập viện hay là nguy cơ phải nằm hồi sức cấp cứu, thở oxy các thứ nó cũng sẽ giảm đi đáng kể. Thứ nhất là nó tốt cho bản thân mình, cái thứ hai là nó đỡ quá tải hệ thống y tế, vì bây giờ là như kiểu là dịch, nó chồng dịch, các cái bệnh như là cúm A này, cúm B còn nặng hơn cả COVID, triệu chứng còn nặng hơn cả COVID, hoặc là đối với trẻ con thì tay chân miệng này, RSV, thủy đậu rất là nhiều, mà mình lại gia tăng thêm nữa thì nó rất là khó cho cái hệ thống y tế của ta vốn đã rất là đã bị quá tải rồi. Và một cái nữa là chúng ta cũng phải có các cái sự chuẩn bị cho nó tốt. Đấy, ví dụ như chuẩn bị về các cái cơ sở hồi sức cấp cứu thì cái này cũng chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng quan trọng thứ hai là mình khuyến cáo người dân là đi tiêm vaccine, thì mình cũng phải chuẩn bị cho đủ vaccine. Đấy, ví dụ như là cái phường này thì còn thừa rất nhiều, phường kia thì hết rồi, thì mình phải có sự thông báo để mình điều chuyển, để làm sao khi người dân mà cần tiêm vaccine là người ta có thể tiếp cận được ngay. Và một cái nữa có lẽ là nó không phải là trong khuyến cáo 2K của y tế, mà chỉ có trong cái 5K trước đây, tức là khi mà mình bị thì là đấy, mình cũng nên xét nghiệm, có các triệu chứng là nên xét nghiệm, và mình nên thông báo cho những người mình tiếp xúc, thông báo cho đồng nghiệp, và mình thông báo cho tổ dân phố. Đấy, qua các cái group Zalo chẳng hạn, hoặc là thông báo lên cho y tế xã phường, bây giờ cũng không phải trực tiếp đâu, có thể thông qua mạng xã hội, thông qua điện thoại, để người ta biết à là trong cái tổ dân phố này, trong cái phường này, trong cái tuần này là có thêm bao nhiêu bệnh nhân, để người ta có một cái con số hình dung tương đối chính xác, nhưng nó không thể sát được, để biết là cái tình trạng của bệnh nó như nào, để có các cái biện pháp xử lý nó phù hợp hơn.